Đúng là sau cái trận chúng tôi thua Gia Lai ở sân nhà thì thật sự ra là áp lực cũng đè nặng lên cả nhân tôi cũng như đội bóng. Chúng tôi chỉ biết cách đồng viên nhau để thi đấu, để có được cái kết quả thuận lợi thì sẽ giảm tỏa áp lực. Đặc biệt hôm nay là khi thi đấu ở trên sân Nghệ An, đội Nghệ An hôm nay là một bóng nó phong độ rất tốt, nên chúng tôi cũng phải bắt buộc chúng tôi phải để cái đấu pháp của chúng tôi chơi phòng ngự phản công, cố gắng là giành được điểm và điều việc vô hiệu hóa được ba vị trí tiền đạo của Nghệ An là Bruno, Văn Đức và số 10. Đấy là những cái vị trí mà thi đấu rất là tốt của Nghệ An trong trận đấu của Đà Nẵng. Do Nghệ An phòng ngự tôi cũng như vậy, tôi cũng đã có trên cái đấu pháp của Bá Nguyên để ra rất tuân thủ rất là đúng. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi cũng chỉ mong có một điểm thôi, mà chúng tôi có bàn được ba điểm, cái này cũng là điểm rất là đáng quý. Tôi nghĩ như thế nào về thì ra thì lúc đấy tôi đứng ở tận giữa sân thì cũng rất là khó có thể theo dõi được tình huống đấy, thì nhưng mà quan trọng thì cuộc chơi thì chúng ta phải tôn trọng trọng tài đấy, mình là điều đương nhiên. Nếu còn sai sót ở đấy thì có ban trọng tài sẽ xử lý, chứ thật sự không còn rồi mở tình huống đấy mà tôi ngồi tận ở giữa sân mà không theo dõi được tình huống đấy thì khó lắm. Anh nghĩ rằng là Sơn La Nghệ An ngày hôm nay đã chơi gần như là dưới sức, là tại vì những cầu thủ như Văn Đức hay là Peter gần như không nhiều những cầu, và khi có một cũng không tận dụng được. Như các bạn biết đấy, thật sự ra là cái mật độ thi đấu này nó rất là dày, thì trong một tuần hoặc là 8 ngày, trong 4 hoặc là 5 ngày để cho các cầu thủ mà liên tục giữ được cái phong độ mà lúc nào cũng ở tốt thì tôi nghĩ nó rất là khó, cũng như đội cũng đúng thế thôi. Đấy, thì trong có những trận đấu chúng tôi thi đấu rất là tốt, có những trận thi đấu không tốt, tại vì thật sự ra cái hồi phục của cái thể lực của các cầu thủ cũng là quan trọng. Thì nếu các cầu thủ mà không để đảm bảo thể lực mà muốn các cầu thủ có thi đấu tốt lúc nào cũng ở trong cái trận đấu lúc nào cũng trận đấu tốt thì tôi nghĩ rất là khó. Nhưng thật sự ra cái này cũng phải hết sức thông cảm, không phải những đội trong Nam, tất cả các đội bóng đều phải thi đấu cái mức độ rất là dày, và quan trọng nhất là cái thể lực của các cầu thủ đảm bảo thì trận đấu mới tốt hoặc là đội bóng mới tốt. Thì ra thì ngoại binh này mới đến được đội chúng tôi mới tập được, có tôi được có một buổi mà tập được, nói chung là chỉ để làm quen thôi, cũng chưa có một cái tập cái chiến thuật gì. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì cũng theo dõi thì Bruno Matos ở đây là một cầu thủ rất là nhanh nhẹn, có cái kỹ thuật rất là khéo léo. Nếu hôm nay chúng ta thi đấu trong khoảng 70 phút thì đấy, tôi nghĩ đấy cũng là một vấn đề rất là tốt. Vì trong cả quá trình đấy chúng ta chỉ tập luyện duy trì cái thể lực của khách sạn, chúng ta thi đấu được 70 phút như này. Và tôi nghĩ chúng ta cũng hòa nhập cũng là rất là tương đối với cả đội bóng. Chúng ta cũng đã hiểu chưa lý chơi của đội bóng, hôm nay chúng ta được đưa đây thi đấu ngày như này. Giải đấu thì mới trôi qua được một nửa, nhưng mà hiện tại thì đang có một số đội bóng đang chơi rất là tốt và liên tục những trận thắng, ví dụ như là Hoàng Gia Lai vừa giành thắng trước đội Hoàng, thì Gia Lai ngày hôm nay đã có chiến thắng 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh, và lúc này chắc chắn là đầu bảng rồi, thì anh nghĩ là Gia Lai sẽ là đứng như số 1 trong chung cuộc đấu giải này. Thì chính ra thì chỉ những đội bóng từ đầu bảng Gia Lai, các những đội bóng ở sau cũng chỉ có một trận thắng hoặc cùng lắm là 4 điểm, bây giờ mới được có 6 lượt đấu, thì tôi nghĩ cái này cũng phải chờ, phải ít nhất cũng phải chờ đến, tôi nghĩ phải hết cái giai đoạn 1 thì mới khẳng định được. Chứ bây giờ mà cái giai đoạn chưa hết thì cái điểm số các đội chưa có đội nào có thể bứt phá vượt hẳn lên được mà để mà nhận định đấy. Nhưng mà nếu Gia Lai chẳng hạn như Gia Lai bây giờ 13 điểm, nhưng ngày mai Hà Nội họ mà thắng thì họ lại 12 điểm cơ đấy, để mà nhận định là đội Gia Lai là vô địch hay là ứng cử viên vô địch thì cũng rất là khó. Nhưng mà tôi thật sự ra là tôi cũng rất là ấn tượng đội Gia Lai trong cái những trận đấu gần đây, bởi vì họ thật sự ra là họ đây là một đội bóng rất là khó chịu, để mà đánh bại được đội bóng Gia Lai ở cái thời điểm này thì tôi nghĩ cũng rất là khó đấy, chứ không hề đơn giản. Thế còn năm nay thì các cầu vệ đã thể hiện cái vai trò là không chỉ thủ một cái bàn, nghĩ như nào về việc từ đầu giảm từ những cầu vệ của như bạn? Thì những trong trận đấu bóng đá thì những cầu thủ ghi bàn hậu vệ thì hầu hết là toàn là tình huống tham gia tình huống cố định hay là đấy, thì cái này thì thật sự ra hậu vệ họ có cái lợi thế một cái, họ có cái khả năng khống chế rất là tốt.
thì những tình huống phạt góc hay những huống phạt cố định thì hầu như chúng tôi cũng phải chuẩn bị để tập luyện, tại vì những tình huống cố định là những tình huống giải quyết trận đấu và đội nào phải tận dụng cái đấy. Thì thật sự ra đá bóng mà chúng ta mà không tận dụng cái tình huống cố định thì rất là khó, thì bóng đá chơi nó có môn chơi đối kháng tập thể, bóng liên tục chạy mà để có được cái cơ hội mà để ngon ăn thì nó rất, tôi thấy cực kỳ là rất là hiếm. Thì quan trọng là những cái tình huống cố định, đặc biệt những tình huống đá phạt góc hay những tình huống đá phạt trực tiếp, đấy là những tình huống mà tôi nghĩ là các đội hầu như đội nào cũng phải chuẩn bị không ngừng chơi đá Việt Nam cũng cả.